cập nhật ca mắc mới COVID-19 cả nước ngày 20 tháng 5. Người sốt vượt 2 triệu ca, Triều Tiên nói đang đạt kết quả tích cực trong phòng chống COVID-19. Các vấn đề của hệ thống y tế Triều Tiên lúc này. Bệnh đậu mùa khỉ lan rộng, nhiều quốc gia ghi nhận ca mắc. Số ca mắc viêm gan bí ẩn tại Mỹ tăng gấp 2,5 lần. CDC đẩy mạnh nghiên cứu truy tìm nguyên nhân. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tối của kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống. Trước khi đến với những tin tức mới nhất về tình hình COVID-19 tại Triều Tiên, nguyên nhân căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ, bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở châu Âu. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi cập nhật ca mắc COVID-19 mới nhất của Việt Nam ngày 20 tháng 5. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tình hình dịch bệnh COVID-19, thông tin về các ca nhiễm mới, Thưa quý vị, từ 16 giờ ngày 19 tháng 5 đến 16 giờ ngày 20 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh, 1.587 ca ghi nhận trong nước, giảm 128 ca so với ngày trước đó tại 51 tỉnh, thành phố, có 1.380 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 373, Phú Thọ 102, Vĩnh Phúc 92, Nghệ An 66, Yên Bái 65, Quảng Ninh 64, Tuyên Quang 60, Quảng Bình 59, Đà Nẵng 49, Bắc Ninh 48, Lào Cai 46, Hải Dương 46, Sơn La 43, Thái Bình 41, Thái Nguyên 40, Bắc Cạn 33, Thành phố Hồ Chí Minh 31, Quảng Trị 25, Lâm Đồng 24, Hà Tĩnh 23, Hưng Yên 23, Lai Châu 21, Hà Nam 19, Hà Giang 17, Lạng Sơn 16, Nam Định 15. Quảng Ngãi 15, Hòa Bình 15, Bắc Giang 14, Ninh Bình 13, Thanh Hóa 11, Cao Bằng 10, Điện Biên 10, Bình Phước 8, An Giang 6, Cà Mau 6, Bình Thuận 5, Bà Rịa Vũng Tàu 5, Gia Lai 4, Khánh Hòa 3, Long An 3, Vĩnh Long 3, Bình Định 3, Ninh Thuận 2, Tây Ninh 2, Trà Vinh 2, Thừa Thiên Huế 2, Đồng Nai 1, Bến Tre 1, Đồng Tháp 1 và Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Nghệ An giảm 60, Hải Phòng giảm 31, Bình Dương giảm 20. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bắc Ninh tăng 48, Hà Tĩnh tăng 23, Đà Nẵng tăng 19. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 1.708 ca một ngày. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.706.111 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.163 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.698.354 ca,

Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y tế, cdc.kcb.vn. Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7.151 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.390.032 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy 221 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 182 ca, thở oxy dòng cao HFNC 19 ca, thở máy không xâm lấn 5 ca, thở máy xâm lấn 13 ca, ECMO 2 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 19 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 20 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong, Tây Ninh 1, Trà Vinh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 43.075 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình xét nghiệm Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.507.380 mẫu, tương đương 85.813.406 lượt người, tăng 138 mẫu so với ngày trước đó. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 5, có 658.999 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm 218.799.777 liều. Trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 198 triệu liều, bao gồm mũi 1 hơn 71,4 triệu liều, mũi 2 hơn 68,7 triệu liều, mũi 3 hơn 1,56 triệu liều. Mũi bổ sung là hơn 15,1 triệu liều. Mũi nhắc lại lần 1 hơn 41,2 triệu liều, mũi nhắc lại lần 2 59.087 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi hơn 17,4 triệu liều, bao gồm mũi 1 hơn 8,9 triệu liều, mũi 2 hơn 8,4 triệu liều số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3 triệu 252.021 liều, bao gồm mũi 1 3 triệu 240.970 liều, mũi 2 là 11.231 liều. Thưa quý vị, cập nhật về tình hình đại dịch COVID-19 tại Triều Tiên, thì mới đây, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nước này đang đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, ngược lại cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 này, dù tự đánh giá tích cực nhưng Bình Nhưỡng lại ghi nhận con số đáng buồn khi có hơn 2,2 triệu người trong tình trạng ốm sốt nặng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNCA ngày 20 tháng 5, Triều Tiên ghi nhận thêm 263.370 ca bệnh có triệu chứng sốt và 2 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh có triệu chứng sốt trên cả nước lên 2,24 triệu ca, trong đó 65 ca tử vong. Tuy nhiên, Y tế Triều Tiên không báo cáo có bao nhiêu ca có triệu chứng sốt có kết quả dương tính với COVID-19. Dù đang trong đợt bùng dịch đầu tiên, Triều Tiên cho biết ngành nông nghiệp vẫn hoạt động, các nhà máy vẫn đang sản xuất. KCNA thông tin, dù đang trong tình trạng phòng chống dịch khẩn cấp tối đa, hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh. Hãng thông tấn của Triều Tiên cho biết thêm, những kết quả tích cực đã được báo cáo đều đặn trong cuộc chiến chống dịch đang diễn ra. Sự gia tăng các ca bệnh và việc thiếu nguồn cung y tế, trong đó có vaccine, đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới WHO lo ngại về việc có thể có nguy cơ cao hơn cho sự xuất hiện của các biến thể mới tại Triều Tiên. Tổng Giám đốc về WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc với sự lây lan hơn nữa của dịch COVID-19 tại Triều Tiên. Ông Tedros nói thêm, về WHO quan ngại sâu sắc với nguy cơ lây lan hơn nữa của COVID-19 tại nước này, đặc biệt là vì dân số chưa được tiêm chủng và nhiều người có bệnh nền khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong. KCNA cũng cho biết, các nhà máy ở nước này đang sản xuất thêm nhiều loại thuốc, nhiệt kế và các vật tư y tế khác ở thủ đô Bình Nhưỡng, và những khu vực lân cận. Trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly hơn và tăng cường khử trùng. Sau khi Triều Tiên cho biết đợt bùng phát virus của nước này đang có bước chuyển biến thuận lợi, giới chức Hàn Quốc nói rằng khó có thể đưa ra kết luận vì không rõ Triều Tiên đang kiểm đếm số lượng bệnh nhân sốt và COVID-19 như thế nào. Để điều trị các ca bệnh sốt, truyền thông nhà nước đang khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt như ibuprofen, amoxicillin và các loại thuốc kháng sinh khác. Nước này cũng khuyến cáo người dân súc miệng bằng nước muối, uống trà kim ngân, trà lá liễu 3 lần mỗi ngày. KCNA cũng khuyến nghị người dân khi đi ra ngoài nên đeo hai khẩu trang. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất và tư y tế và đảm bảo đầy đủ lương thực cho người dân trong đợt bùng dịch này tại Triều Tiên. Tuy vậy thì các ca triệu chứng tại Triều Tiên vẫn không ngừng tăng, hy vọng rằng Triều Tiên sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Rõ ràng nhìn từ tình hình chống dịch của Triều Tiên những ngày vừa qua, các chuyên gia cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng cùng với đó vấn đề trong hệ thống y tế có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không kiểm soát được đợt dịch mới đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với người đứng đầu Triều Tiên ông Kim Jong Un các chuyên gia cảnh báo với tình trạng thiếu các trang thiết bị y tế như máy thở và cơ sở xét nghiệm Triều Tiên có thể chứng kiến số người tử vong do Covid-19 tăng đặc biệt ở những khu vực nông thôn nơi người dân gặp khó khăn về lương thực theo One Journal William Hanage nhà dịch tễ học tại trường y tế công cộng DS Chan thuộc Đại học Harvard cho biết Tỷ lệ tử vong khi mắc biến chủng BA.2 Omicron tàng hình hiện chưa thể khẳng định, nhưng có thể gần với tỷ lệ khi chủng virus gốc tấn công vào năm 2020. Washington Post đưa tin, tỷ lệ tử vong khi đó là khoảng 0,5%, tương đương với 125.000 người dân ở Triều Tiên. Một số người cho rằng dân số của Triều Tiên khoảng 25 triệu người tương đối trẻ, với độ tuổi trung bình khoảng 35. Vì vậy, người dân nước này sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các quốc gia có dân số già hơn. Tuy nhiên trên thực tế, Triều Tiên có những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương bởi tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém. Kết quả nghiên cứu do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO và Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho thấy hơn 45% dân số tại quốc gia này bị thiếu và suy dinh dưỡng trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019. Triều Tiên được biết đến với tình trạng thiếu lương thực kinh niên, nhưng dường như vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh đất nước đóng cửa biên giới để phòng chống COVID-19, đồng thời đối mặt với lệnh trừng phạt và tình trạng hạn hán lũ lụt. Theo Washington Post, Triều Tiên tuyên bố nước này có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi công dân. Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai cũng được hưởng dịch vụ này vì tình trạng thiếu thốn thường xuyên về cơ sở hạ tầng và vật tư y tế. David Hồng, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi, người đã đến thăm Triều Tiên vào tháng 11 năm 2019 cho biết, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Triều Tiên cũng gặp phải các vấn đề hậu cần như phòng cấp cứu không được xác định rõ ràng và thiếu hệ thống vận chuyển khẩn cấp. Các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng hạn chế khả năng sửa chữa và mua các bộ phận mới cho thiết bị máy móc của Triều Tiên, khiến nước này không thể tự sản xuất và tư y tế của mình. Trong một báo cáo gửi Liên Hợp Quốc vào năm 2021, Triều Tiên cho biết họ đang phải vật lộn với tình trạng nhân viên y tế thiếu năng lực, nền tảng kỹ thuật của các nhà máy dược phẩm và sản xuất thiết bị y tế thấp cũng như thiếu các loại thuốc thiết yếu. Quốc gia này cho biết thêm rằng một số nhà máy dược phẩm, vaccine và thiết bị y tế của họ không đạt tiêu chuẩn sản xuất của WHO và không đủ phục vụ cho nhu cầu địa phương. Vì thiếu thốn các thiết bị y tế và lương thực thì Triều Tiên đang phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn khi các ca mắc đã lên tới 2,24 triệu ca. Con số này đòi hỏi Chủ tịch Kim cần có thêm các biện pháp thiết thực hơn để đối phó với đại dịch COVID-19. Là gương mặt mới nổi lên trong cuộc chiến giữa Triều Tiên và đại dịch COVID-19, ông Ryo Yongchon, xuất hiện đều đặn vào lúc 9 giờ 30 sáng mỗi ngày để báo cáo số người bị sốt và tử vong, đồng thời giải thích những biện pháp đang được triển khai để khống chế được bùng phát đại dịch lần đầu tiên ở quốc gia này. Là quan chức ít được biết đến trước đó, ông Ryo Jong-chon giờ trở thành gương mặt đại diện cho nỗ lực chống dịch của Triều Tiên, giống như tiến sĩ Anthony Fauci của Mỹ hay giám đốc cơ quan phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc, Jong Eun Kyung. Trong hai năm qua, với việc tự đóng cửa biên giới, Triều Tiên không báo cáo số ca mắc COVID-19 nào, khiến giới quan sát bên ngoài luôn nghi ngờ. Từ khi xác nhận được bùng phát đầu tiên và ban bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước, Triều Tiên đã thay đổi. Dường như đang học cách làm từ các quốc gia khác. Triều Tiên công bố số liệu cụ thể về tình trạng lây lan của virus và lời khuyên về cách phòng tránh. Theo bản tin của KCNA, ông Rio làm việc cho Cơ quan Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp của Triều Tiên. Có vẻ cơ quan này vừa được lập ra để thống nhất chỉ đạo nỗ lực chống COVID-19. Giống như Hàn Quốc, cơ quan này của Triều Tiên tổ chức họp báo hàng ngày do ông Rio chủ trì nhưng khác là không có câu hỏi từ báo chí. Trong trang phục vest và đeo kính, ông Rio tạo nên hình ảnh hiếm thấy trên truyền hình Triều Tiên, khác xa với những phát thanh viên hay chỉ huy quân đội mang khí thế hừng hực. Phát biểu trong cuộc họp ngày 20 tháng 5, ông Rio Jong-chon cho biết, chúng ta nên tăng cường những nỗ lực khống chế và cách ly tất cả người bệnh mà không có ngoại lệ để có thể loại bỏ triệt để bất kỳ không gian nào cho bệnh truyền nhiễm lây lan. Ông thúc giục người dân đề phòng sơ hở, không để COVID-19 khó kiểm soát. Đến nay, Triều Tiên báo cáo 2.241.610 ca sốt, 65 trường hợp tử vong trên tổng số 25 triệu dân. Tuy nhiên, vì thiếu năng lực xét nghiệm nên quốc gia này không cho biết có bao nhiêu người trong số đó mắc COVID-19. Ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận vào năm 1958, khi virus gây bệnh lây lan giữa những con khỉ đuôi dài, tức khỉ ăn cua trong điều kiện nuôi nhốt. Tuy nhiên, mới đây, thế giới lại vừa được phát hiện các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở người đầu tiên vào đầu tháng 5. Cho đến hiện tại, nhiều quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh này. Ngày 19 tháng 5, Italia và Thụy Điển cùng thông báo ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc đậu mùa khỉ. Đây là hai quốc gia mới nhất trong hàng loạt nước châu Âu và Bắc Mỹ phát hiện người nhiễm đậu mùa khỉ, các bệnh lưu hành ở nhiều khu vực châu Phi. Kể từ đầu tháng 5, châu Âu và Bắc Mỹ đã thông báo hàng chục trường hợp nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm virus đậu mùa khỉ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh đang bắt đầu lan rộng. Giới chức Tây Ban Nha cũng ghi nhận 7 ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ. Trong khi đó, Bồ Đầu Nha công bố thêm 9 ca mắc mới, nâng tổng số ca đậu mùa khỉ ở nước này lên con số 14. Cùng ngày, thành phố Montreal, Canada thông báo đang điều tra 17 trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ. Trước đó một ngày, bang Massachusetts của Mỹ báo cáo một ca mắc bệnh này. Trước đó, anh đã ghi nhận 9 ca mắc đậu mùa khỉ. Các nhà khoa học Đan Mạch đã xác nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên vào năm 1958, khi virus gây bệnh lây lan giữa chừng những con khỉ đuôi dài, khi ăn cua trong điều kiện nuôi nhốt Virus gây bệnh đậu mùa ở khỉ là một loại virus thuộc họ Otipovirus. Các loại virus khác cùng họ thường gây ra các bệnh như đậu mùa, còn được gọi là bệnh đậu bò. Tuy nhiên, virus đậu mùa khỉ này được tìm thấy ở một số loài động vật, bao gồm một số loài khỉ và động vật gặm nhấm khác. Nó cũng có thể lây sang người, nhưng con người không phải là ổ chứa tự nhiên của virus. Không giống như bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa khỉ khiến các hạch bạch huyết sưng lên, các triệu chứng có thể tồn tại hơn 4 tuần mới hồi phục, nhưng thường biến mất sau 2 tuần da của người mắc bệnh sẽ hình thành sẹo do tổn thương. Không giống như nhiều bệnh khác, trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ có các triệu chứng nghiêm trọng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn người lớn. Tuy nhiên, trong những đợt bùng phát gần đây, tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh đã giảm đi. Vào năm 2003, Mỹ đã ghi nhận 71 người nhiễm virus đậu mùa khỉ, nhưng không ai trong số bệnh nhân tử vong. Tại Nigeria, giới chức đã phát hiện ít nhất 183 trường hợp mắc bệnh ở một số bang từ 2017 đến cuối 2019, nhưng chỉ có 9 trường hợp tử vong. Đầu mùa khỉ là virus hiếm gặp, tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%. Virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bán hô hấp hoặc dịch thể. Triệu chứng bệnh xuất hiện trong vòng 5 đến 21 ngày kể từ khi nhiễm virus, bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi. Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố dữ liệu cho thấy không cần quá lo lắng vì vaccine phòng dịch đậu mùa hiện nay vẫn có hiệu quả chống lại bệnh đầu mùa khỉ lên đến 85%. Cùng với các ca nhiễm châu Âu, Anh là quốc gia ghi nhận đến 9 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Giới chức y tế nước này đã triển khai tiêm vaccine đậu mùa cho nhân viên y tế và người có thể đã bị phơi nhiễm. Thưa quý vị, người phát ngôn của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết không có vaccine cụ thể cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng vaccine đậu mùa có thể cung cấp một số khả năng bảo vệ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa có hiệu quả lên đến 85% chống lại bệnh lý này. Người phát ngôn của UKHSA cho biết thêm, một số người đã được tiêm vaccine đậu mùa, nhưng không tiết lộ cụ thể về số người đã được tiêm chủng đến nay. Một số quốc gia đã dự trữ số lượng lớn vaccine đậu mùa như một phần của việc chuẩn bị cho đại dịch, trong đó có Mỹ. Ngày 19 tháng 5, hãng dược phẩm Bavarian Nordic có trụ sở tại Copenhagen, Đan Mạch cho biết, công ty này đã ký hợp đồng cung cấp vaccine đậu mùa Invanex với một quốc gia châu Âu nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ. Trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở châu Âu được xác nhận vào ngày 7 tháng 5 là một người trở về Anh từ Nigeria, nơi bệnh đậu mùa khỉ lưu hành. Kể từ đó, Bồ Đông Nha đã ghi nhận 14 trường hợp, trong khi Tây Ban Nha xác nhận 7 ca. Mỹ và Thụy Điển cũng báo cáo một trường hợp tại mỗi nước. Các nhà chức trách Italia đã xác nhận một ca mắc và hai trường hợp trong diện nghi ngờ nhiễm bệnh khác. Chúng tôi lo ngại về việc nhiều quốc gia bên ngoài châu Phi, đặc biệt là ở châu Âu, đang chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ quyền giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Ahmed Ogwell Omar nói, sẽ rất hữu ích nếu các kiến thức về nguồn gốc của những đợt bùng phát này được chia sẻ. Trong khi đó, tại Anh, UKHSA nhấn mạnh rằng các trường hợp mắc bệnh trong thời gian gần đây ở nước này chủ yếu là ở Nam giới tự nhận là đồng tính Nam, song tính hoặc đàn ông quan hệ tình dục đồng giới. Jimmy Whitworth, giáo sư y tế công cộng quốc tế tại Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London cũng đưa ra cảnh báo, các bệnh này sẽ không gây ra đại dịch trên toàn quốc như COVID-19. Nhưng đó là một đợt bùng phát nghiêm trọng của một căn bệnh nghiêm trọng và chúng ta cần xem xét nó một cách nghiêm túc. Tiếp tục chuyển sang thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn. Mới đây theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy, số ca mắc viêm gan bí ẩn tại Mỹ tăng gấp 2,5 lần. CDC Mỹ hiện đang đẩy mạnh nghiên cứu truy tìm nguyên nhân. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy, số ca viêm gan do virus bí ẩn đã được xác nhận cho đến 18 tháng 5 là 180 trẻ. Cơ quan này vẫn đang truy tìm nguyên nhân nhưng khẳng định không phải do vaccine ngừa COVID-19. Đây là một mức tăng lớn so với báo cáo trước đó vào ngày 5 tháng 5, với số ca chỉ 71. Tuy nhiên, CDC cũng nhấn mạnh một số trường hợp trong báo cáo mới là hồi cứu, tức trẻ đã mắc bệnh từ trước nhưng đến nay mới được xác nhận và thống kê. Thời điểm xảy ra những ca đầu tiên ước tính là tháng 10 năm 2021. CDC cũng cho biết không có trường hợp tử vong nào được báo cáo đến từ tháng 2, số trẻ cần ghép gan 9%, thấp hơn tỷ lệ 15% so với báo cáo hồi 5 tháng 5. Báo chí dẫn lời tiến sĩ Tina Tan từ bệnh viện Ann and Roberts, Sleyrie Chicago Mỹ, Thật bất thường vì điều này xảy ra cả những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh, không có bệnh lý tiềm ẩn. Không ai biết nguyên nhân thật sự, và điều đáng sợ hơn là những đứa trẻ này phát triển bệnh viêm gan rất nặng. CDC đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để xem xét kỹ hơn trình tự gen các virus có thể hiện diện trong cơ thể các bệnh nhi, bao gồm adenovirus, SARS-CoV-2 và nhiều loại virus khác. Adenovirus vẫn là nghi phạm hàng đầu, bởi đa số trẻ viêm gan do virus bí trên thế giới không dương tính với SARS-CoV-2, tỷ lệ sở hữu các virus khác cũng thấp. Trong khi đó, adenovirus được tìm thấy ở một nửa các bệnh nhi tại Mỹ và phần lớn các bệnh nhi tại Anh và cho tới hiện tại vẫn chưa được cho là nguyên nhân gây nên bệnh viêm gan cấp không triệu chứng. Không chỉ trên thế giới đang lây lan các ca bệnh mới, tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đưa ra cảnh báo tới người dân khi thời tiết nóng ẩm có thể làm bùng nhiều dịch bệnh vốn tiềm ẩn nước ta như là sốt xuất huyết hay tiêu chảy. Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022, ngăn chặn sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm não, bạch hầu, ho gà và các dịch bệnh mùa hè bùng phát. Theo Bộ Y tế, hiện nay dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời gian tới, thời tiết khí hậu nóng ẩm cùng với việc giao lưu đi lại là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng bùng phát. Đặc biệt, các bệnh như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus Rotav, lị, thương hàn, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà và có thể bùng phát dịch bệnh. Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát lan rộng, Bộ Y tế điện và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm quyết định 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nghị quyết số 38 NQCP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19 và quyết định số 218 QĐ-BYT ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus ruta, viêm não, bạch hầu, ho gà và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống khu vực di biến động với dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như giám sát và phát hiện sớm, xét nghiệm và cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch như triển khai chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt mũi, diệt loang quang bỏ gậy, trên địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt là tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm non, giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như sởi rubella, bạch hầu, ho gà, tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% theo quy mô xã phường và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine. Vì nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm, thời tiết mùa hè sẽ oi bức và là cơ hội rất lớn để virus phát triển và sinh sôi. Mỗi người hãy tự giữ gìn vệ sinh nhà cửa để phòng bệnh cho gia đình và bản thân. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tối 20 tháng 5 của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất về COVID-19, viêm gan bí ẩn, bệnh đậu mùa khỉ cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.